Thưa quý vị, Bộ Tài chính Israel vừa trình lên Quốc hội nước này bản dự chi ngân sách năm 2024 với số tiền lên tới 155 tỷ đô la Mỹ, trong đó chi tiêu quân sự tăng thêm 8 tỷ đô la Mỹ. Ngân sách dự chi cho năm 2024 của Bộ Tài chính Israel tăng so với con số 142 tỷ đô la đã được trình trước đó, chi phí quốc phòng được cho là sẽ tăng ít nhất 8 tỷ đô la. Công ty xếp hạng tín nhiệm Moody gần đây ước tính xung đột ở Gaza khiến Israel thiệt hại ít nhất 260 triệu đô la mỗi ngày, ảnh hưởng nặng nề hơn đến nền kinh tế Israel so với các cuộc xung đột trước đây. Ngoài chi tiêu quân sự, Israel sẽ cần thêm khoảng 2,77 tỷ đô la cho việc sơ tán 120.000 người dân khỏi khu vực biên giới phía bắc và phía nam, tăng ngân sách cho cảnh sát và các dịch vụ an ninh cũng như tái thiết các khu vực định cư bị phá hủy. Trong khi đó, doanh thu của chính phủ Israel dự kiến sẽ giảm 9,6 tỷ đô la do thuế doanh nghiệp và thuế bất động sản giảm. Chi tiêu tiêu dùng tư nhân cũng giảm mạnh. Nếu không thay đổi mức thuế, thâm hụt tài chính của nước này sẽ tăng lên gần 6% GDP. Trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, Mỹ tuyên bố thành lập một liên minh có tên gọi Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng để bảo vệ các con tàu này. Tuy nhiên, nhiều nước đã tuyên bố không tham gia vào liên minh do Mỹ khởi xướng. Chính phủ Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Australia cho biết họ sẽ không tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu bảo vệ các tàu hàng đi qua Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của Houthi ở Yemen pháp italia và tây ban nha đều cho rằng họ sẽ không tham gia sứ mệnh dưới sự chỉ huy của mỹ và sẽ chỉ tham gia khi đó là lực lượng của liên minh châu âu hoặc nato chính phủ australia thì cho rằng các ưu tiên của hải quân nước này là các khu vực gần nhà hơn cho đến nay mới chỉ có Mỹ, Vương quốc Anh, Na Uy, Hà Lan, Hy Lạp, Canada là những quốc gia chính thức tham gia. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát vào ngày 7 tháng 10 tại giải Gaza, lực lượng Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào tàu thuyền di chuyển trên tuyến đường vận tải ở Biển Đỏ. Các hãng vận tải thương mại hiện áp dụng khoản phụ phí 700 đô la đối với mỗi container đi tuyến đường dài hơn. Chỉ tính những hàng hóa do châu Á sản xuất chuyển sang châu Âu, chi phí đã tăng thêm là 2 tỷ đô la mỗi tháng. Khu kinh tế kinh đào Suez đã thu hút được các khoản đầu tư kỷ lục trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng qua, trong số 89 dự án được phê duyệt chính thức, có 9 dự án của Trung Quốc, nhiều nhất trong số các nước tham gia đầu tư. Khu kinh tế kênh đào Suez có diện tích 461 km vuông, dọc theo hai bờ kênh đào Suez, gồm 6 cảng và 4 khu phát triển mục tiêu là thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước bằng cách cung cấp các dịch vụ vận chuyển và công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế. Khu công nghiệp này đã thu hút 2,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, nếu năm 2022 là một năm đầy thách thức của các ông lớn ngành công nghệ, thì năm 2023 là năm phục hồi với tổng tài sản của 10 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đã tăng 490 tỷ đô la Mỹ chỉ số công nghệ Nasdaq, chỉ số đo lường biến động giá cổ phiếu công nghệ tại sàn giao dịch New York, tăng tới 42% trong năm nay. Điều này phản ánh sự lên ngôi của những tỷ phú công nghệ trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới năm 2023 theo bình chọn của tạp chí Forbes. Đứng đầu trong danh sách không ai khác là tỷ phú công nghệ, giám đốc điều hành mạng xã hội X, kiêm sở hữu hãng xe điện Tesla, Elon Musk. Đầu năm nay, ông vẫn là người giàu thứ hai thế giới sau khi là tỷ phú mất nhiều tiền nhất trong năm 2022 trong thương vụ thâu tóm mạng xã hội Twitter mà hiện nay là mạng xã hội X. Cổ phiếu hãng xe điện Tesla đã tăng 100% từ đầu năm. Công ty hàng không vũ trụ SpaceX cũng được định giá tới 150 tỷ đô la vào tháng 7 vừa qua nhờ hàng chục vụ phóng tên lửa thành công trong năm nay. Đứng thứ hai là ông chủ Meta Mark Zuckerberg với tài sản gia tăng 75 tỷ đô la. Chiếm vị trí thứ ba là tỷ phú Jeff Bezos, 65 tỷ đô la. Chỉ hai trong số 10 người có khối tài sản tăng mạnh trong năm nay, không đến từ nước Mỹ, là ông trùm năng lượng và hóa dầu của Indonesia, Prajogo Panseku, người có khối tài sản tăng trưởng nhanh nhất trong năm qua, tính theo tỷ lệ phần trăm, với mức tăng hơn 900% người còn lại là Amancio Ortega ông chùm người Tây Ban nha đứng sau hãng bán lẻ thời trang Zara Thưa quý vị, ngày mai, ngày mai 28 tháng 12 theo giờ Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken sẽ tới Mexico nhằm thảo luận về vấn đề số lượng người di cư lớn chưa từng có đang cố vượt biên vào nước này. Cá biệt, một đoàn người khoảng 6.000 người khởi hành từ biên giới Guatemala đang đi bộ đến 1.700 km hướng thẳng tới bang Texas. Đáng chú ý, dòng người này cứ đông lên mỗi ngày. Đây không phải đoàn người diễu hành mừng Giáng sinh, mà là hàng nghìn người di cư từ khắp các quốc gia Trung Mỹ, Mexico và vùng Caribe đang cố gắng nhập cư vào Mỹ dù là hợp pháp hay phi pháp. Điểm chung của họ là ai cũng mang hành lý, bế con nhỏ, lê từng bước dưới cái nóng mặt trời Mexico trong một hành trình dài 1.700 km nhằm hiện thực hóa giấc mơ Mỹ của mình. Chúng tôi đã đi bộ rất nhiều, cũng chả biết đã đi bao lâu nữa. Con gái tôi không đi nổi nữa rồi, tôi phải bế nó. Mà nó mới chỉ có 3 tuổi thôi, nó còn đang rất ốm nữa. Đây là đoàn người di cư lớn nhất từng được ghi nhận trong năm nay 2023. Người thì muốn thoát khỏi bạo lực xung đột, người thì muốn bỏ lại phía sau đời sống khó khăn về kinh tế. Nhưng họ đều rời bỏ nhà cửa mưu cầu một cuộc sống tốt hơn cho bản thân và cho gia đình. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát tình hình, trong đó đáng chú ý là hạn chế quyền tiếp cận nơi tị nạn, đe dọa trục xuất ngay lập tức những người vượt biên trái phép, và đưa ra chiến lược chính sách đối ngoại nhằm cố thuyết phục các quốc gia khác trong khu vực, chẳng hạn như Colombia, Panama hay Mexico, đóng vai trò làm vùng đệm cho dòng người di cư. 10.000 người cố gắng vào Mỹ mỗi ngày. Với số lượng như vậy, nước Mỹ không đủ nguồn lực để trục xuất hoặc giam giữ. Mỹ sẽ buộc phải hỗ trợ các nước trung gian, đặc biệt là Mexico, nhằm giúp nước này triển khai các biện pháp giữ người di cư ở phía bên kia biên giới. Ngày 28 tháng 12 giờ Hà Nội, các quan chức hàng đầu của Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas sẽ tới Mexico hội đàm với Tổng thống López Obrador, tập trung vào các nỗ lực hợp tác nhằm hạn chế dòng người di cư và thảo luận các biện pháp tiềm năng nhằm giải quyết vấn đề phức tạp này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.